Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật sáng sớm ngày 15 tháng 12 2023 thì sáng sớm hôm nay tạm thời kênh ghi nhận giá vẫn đang đi ngang ở mức thấp hả bà con. Tuy nhiên thị trường mít Thái đang có biến động theo chiều hướng đi xuống, có thể sẽ còn thấp hơn nữa. Cho nên bà con cũng nhớ đón theo dõi thường xuyên. Khi nhận được thông tin thì kênh cũng sẽ cố gắng lên video liền để cho bà con tiện theo dõi nha. Tại khu vực Tiền Giang, kem lớn dao động trong khoảng 12-13.000 đồng. Kem nhì 6.000, kem 3-5.000 và mít chợ từ 2-3.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn từ 11-12.000. Kem nhì 5.000, kem 3-4.000, mít chợ 2.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 10-11.000. Kem nhì 4.000, kem 3-3.000, mít chợ 2.000 đồng. Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn 11-12.000. Kem nhì 4.000, kem 3-3.000 và mít chợ 2.000. Ở Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn dao động 7-8.000 đồng. Kem nhỏ 4.000 đồng, mít chợ 3.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, kem lớn là 10.000, kem nhỏ 6.000 đồng và mít chợ 3.000. Ở Tây Nguyên, kem lớn là 9.000, kem nhỏ là 4.000, mít chợ 3.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.